Anh em ơi, Tài Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Trận đấu trong video lần này sẽ là cuộc đọ sức giữa Fulham và Southampton 22 giờ thứ bảy ngày 31 tháng 2 trên sân vận động Craven Cottage. Với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Crystal Palace, đoàn quân của huấn luyện viên Marco Silva đang khiến cho tất cả những người hâm mộ đều phải sống trong hạnh phúc, đứng ở vị trí thứ 9 với 22 điểm có được. Fulham đang bám rất sát top 6 và hoàn toàn có khả năng đánh bật được những cái tên sừng sỏ như Chelsea hay Liverpool ra khỏi vị trí của họ. Với 6 trận thua, 4 trận hòa và đã giành chiến thắng đến 6 lần. The Cottager đang dần khẳng định được vị thế của mình là đội bóng có trình độ tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Dẫn đầu danh sách ghi bàn là Mitrovic, cái tên vừa lập hat-trick trong trận đấu mà Tài Bóng Đá TV vừa nêu ở đầu. Với phong độ hủy diệt này, chắc chắn anh sẽ là cái tên mà những đội bóng lớn sẽ phải thèm khát với vẻ ngoài bặm trợn, bứt tốc tốt cùng khả năng dứt điểm đa dạng của mình. Ngoài ra, hiệp sĩ mù Pereira vẫn đã và đang là hạt nhân quan trọng của đội hình Fulham khi anh đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 4 lần dọn cỗ cho các đồng đội lập công. Fulham tiếp đón Southampton, một đội bóng đã đánh mất hoàn toàn bản thân mình, từng có một Southampton khó chịu, chặt chẽ nhưng cũng đầy tốc độ và sắc bén. Nhưng giờ đây, họ lại đang là đội bóng xếp cuối cùng tại giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay, chỉ vỏn vẹn được 3 trận thắng, 3 trận hòa và đã phải nhận đến 10 thất bại. Đoàn quân của Nathan Jones chỉ có được 12 điểm sau 16 vòng đã qua, họ cũng chỉ kém Nottingham Forest 3 bàn thua nữa là trở thành đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất tại EPL năm nay. Hàng thủ thi đấu không tập trung, hàng công cũng không chứng tỏ được gì nhiều khi che Adam. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Southampton cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Bản thân James Ward-Prowse cũng không thể gánh được những người đồng đội bằng những pha sút phạt thần sầu nữa, khi giờ đây đối thủ đã biết điểm mạnh của anh và khóa chặt cầu thủ mang áo số 8 này. Tỷ lệ nhà cái đưa ra ở trận đấu này là Fulham chấp 0.25. Theo Tài Bóng Đá TV đánh giá, đây là một tỷ lệ đơn giản đối với thầy trò Marco Silva. Tỷ lệ tài xỉu trận đấu đưa ra là 2.5. Đây sẽ là một trận đấu giúp cho Fulham cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Cộng với việc đối đầu với một đội bóng đang ở đỉnh điểm của nỗi thất vọng, chắc chắn sẽ là một ngày thi đấu bùng nổ của đội bóng áo trắng. Dự đoán Fulham sẽ có chiến thắng 4-0 trước Southampton trên sân nhà. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tài Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.